Đấy, chúng ta có một con Bachycephalosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa. Chào mọi người, chào mừng các bạn quay lại đây kênh gì đây các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm khủng long và các bạn, mình đã tìm được kiện chú khủng long đấy rồi các bạn. Wow, đã chưa kìa, và đây là những con khủng long rồi các bạn. Wow, đây là đập đá đá xoáy như các bạn có thể thấy được, đây là một khủng long các bạn. Oh, trước mặt mình là một con khủng long ste. Ấy, con này có T-Rex các bạn. Wow, con này có T-Rex nha. Đấy, chú khủng long bạo chúa này có cái lưng của nó xong một con màu vàng vàng, người của nó màu xanh lá cây đấy các bạn. Đây là con chim về Tyrannosaurus. Con mắt đỏ rực các bạn ơi. Khá là nhìn dữ này. Ở đây mình có gì đây các bạn, Giganotosaurus này các bạn, một con khủng long gai Giga các bạn. Gai không là gai thì phải, nó là quá ngầu đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy con Giganotosaurus khổng lồ của mình chứ, các bạn nhìn to cực kỳ nha, những cái gai nhọn của nó phải nói là quá đẹp phải không, quá sexy. Và bên đây mình có là Indominus Rex các bạn. Wow, loài khủng long khá là nguy hiểm nha, tại vì nó được lai tạo ra chứ không phải là có trong thời tiền sử đó các bạn. Đây là con Indominus Rex mà, thì các bạn có cái màu xanh trắng với những người của nó sọc đen này không, đã chưa kìa. Wow, chú Indominus Rex không lò luôn. Amagasaurus. Wow, với những chiếc gai nhỏ như là đây là con khủng long gai Amaga của mình để các bạn nhìn nó đẹp cực kỳ luôn kìa đó, cực hợp cổ dài luôn, nó khá là to lớn đó nha. Đấy, con này nó có một cái màu xanh xanh tím tím đó nè, quá đẹp luôn. Đây là con Amaga, con Amaga này các bạn nhìn khủng long với cái gai nhỏ này không, thấy con này nó to cực kỳ to luôn kìa. Amagasaurus. Wow, Ankylo. Ở đây mình có cả khủng long Ankylo nữa các bạn, mới thấy con khủng long Ankylo của mình chưa? Đấy, còn là có những cái gai nhọn nhìn đã cực kỳ luôn. Wow, và đây là con Ankylosaurus nha các bạn. Đấy, nó có một cái cap này. Đuôi là một cái đại trì khổng lồ, đây là một loại khủng long. Khá là đẹp đấy các bạn. Đấy, có một cam rất là bắt mắt luôn. Oh, wow, thấy không? Đây là một chú bạch tuộc. Wow, chúng ta có một con octopus các bạn, một con bạch tuộc khổng lồ luôn và tám xúc tua đây các bạn, nhìn rất là dễ thương luôn. Đó, các bạn thấy là nó có một cái màu đỏ nha, nhìn đẹp chưa vậy? À, và đây là con Stego khổng lồ của mình. Đấy, ở đây mình có cả khủng long Stegosaurus nha các bạn, một con khủng long gai luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy con khủng long gai của mình chưa? Đây là con Stego khổng lồ của mình này, lưng của nó sẽ có một cái màu xanh lá cây, con người của nó sẽ có cái ảnh màu tím tím nha các bạn. Con Stego đây các bạn, này kiếm con Stegosaurus các bạn, mình chỉ chiếc gai nhỏ thấy không? Đấy, con này có cái lưng như là như những ngôi nhà. Đó, ngầu chưa kìa, thấy không? Quá xịn luôn. Bachycephalosaurus với cái đầu khá là cứng, và đây là con khủng long Bachycephalosaurus của mình đấy các bạn. Con này nó có một cái màu cam cam phải không, cái đầu của nó nhô lên một cái cục gì đó rất là dày và cứng luôn nha. Đây, chúng ta có một con Bachycephalosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa. Một con Bachycephalosaurus chạy rất là nhanh luôn kìa các bạn, con này nó có một cái màu đỏ như mắt kìa thấy không, đấy, cái đầu nó rất là cứng đấy chứ. Một con Spino à, đây chúng ta có một con khủng Spinosaurus các bạn, con này nó có cái bay các bạn nhìn đã chưa kìa, cái bay màu cam cam thế này. Đấy, người nó sẽ có màu đỏ này, các bạn đây là một con Spino khổng lồ, còn các bạn nhìn nó đẹp cực kỳ đấy chứ. Và các bạn thấy con khủng Spinosaurus còn to chưa? Không, mà đây là một con Spino có màu xanh các bạn, các bạn thấy vậy nó là màu trắng hạ, còn Igaro thì các bạn nhìn thấy chưa? Và đây là gì đây các bạn, Carnotaurus, một con khủng long với cái sừng bò này các bạn. Đấy, ở đây mình có cả một con Carnotaurus nữa nha các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa, ngầu ấy, sở hữu cặp sừng bò khá là đẹp luôn nha, người cho nó sẽ có màu xanh xanh nữa đây các bạn. Đấy, chúng ta có một con Carnotaurus thôi. Tiền tiền sử nè. Iguanodon. Đấy, ở đây mình có con Iguanodon nha các bạn. Đấy, các bạn thấy con khủng long chưa, quá đẹp luôn này các bạn. Cái con khủng long có cái cơ bắp nhìn khá là ngầu luôn nha các bạn. Đây là con khủng long Igoron của mình đây. Oh, nó bự chưa kìa. Đây, dễ sáng. Con Igoron của các bạn, con khủng long này không? Con này nó có bộ móng vuốt khá là lạ luôn các bạn. Con này hái lá cây thì cái thầy nọ rất là hay luôn. Đúng chưa?
Oh wow, ở đây mình có cho các bạn một con cá sấu khổng lồ dinosaur chết, một con cá sấu màu vàng nha các bạn, nhìn nó rất là to lớn luôn. Đấy, chúng ta có một con dinosaur chết siêu to luôn kìa các bạn, ngầu chưa kìa, thấy không, lưng của nó có những cái gai nhọn này, cái lớp vảy phải nói là rất là dày nữa các bạn, được làm nha. Đấy, chỉnh sửa giờ màu vàng rất. Và đây là dinosaur chết đây và các bạn, cá sấu khổng lồ đây các bạn, cá sấu siêu to lớn. Lại tháo này, wow, rớt luôn chứ, khủng long bạo chúa rồi. Đây là con khủng long Stego của mình đây các bạn. Ở đây chúng ta có một con khủng long gai Stegosaurus, kiếm long Stego nha các bạn. Đấy, các bạn thấy nó bự chưa kìa, gai của nó phải nói là rất là bén luôn nha. Người của nó có màu đỏ đỏ này các bạn, bụng thì nó có màu vàng, nhìn rất là hay luôn nha các bạn. Đây là con khủng long gai Stego của mình đây. Đây là một con Stego khủng long đó các bạn, một con khủng long gai Stegosaurus nha các bạn. Đấy, nhìn vui quá. Đấy, còn những cái gai nhỏ ở sau đuôi kìa. Ngon cực kỳ vậy. Ây, suối Styracosaurus. Wow, ở đây chúng ta có một con Styraco khổng lồ luôn. Đấy, đã chưa kìa, đây là con khủng long Styraco, con khủng long nắm sừng đấy các bạn, nhìn đã mắt cực kỳ luôn nha. Đấy, chúng ta có một con Styraco khổng lồ luôn nha, nhìn rất là hay. Đây là một con khủng long Styraco khổng lồ của mình đây, ở đây chúng ta có cả khủng long Styracosaurus cho các bạn, nhìn nó to quá kìa, to luôn kìa, thấy không, nhìn khá là xịn sò luôn kìa. Luôn này. Và đây là con T-Rex Tyranno. Phiên bản Lego cũng là bảo chúa T-Rex Lego các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn, người của nó sẽ có cái ánh màu vàng vàng nữa này không? Nhìn bả mắt chưa kìa đâu. Đấy, xanh vàng nhìn rất là đẹp luôn. Dimetrodon của kiểu Reta, đây là khủng long màu xanh lá cây kiểu Reta đây các bạn. Đây là con Dimetrodon đấy các bạn, con khủng long mà có cái phần răng rất là bén luôn nha các bạn. Wow, chúng ta có một con Dimetrodon khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa, thấy không? Đấy, à, lưng của nó nhìn như cánh bướm mà nó rất là to lớn luôn. Dimetrodon các bạn, khủng long với cái mấy đường nó một cái màu xanh khá là lạ mắt luôn kìa. Dilophosaurus, đấy có cả một con Dilophosaurus đấy các bạn, còn khủng long sống theo đàn và rất là nguy hiểm luôn. Đẹp. Ở đây mình có khủng long Triceratops này. Đấy, đây là con khủng long bả sừng Triceratops nha các bạn, con khủng long nhìn khá là đáng yêu luôn nha. Đã chưa? Wow, một con Benta khổng lồ luôn. Chúng ta có một con Benta Ceratops nha các bạn, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, cái đầu nó tấm khiên nha các bạn, sừng của nó phải nói là quá nhỏ luôn các bạn. Đây, chúng ta có một con Benta Ceratops màu tím siêu to luôn các bạn. Đấy. Ngầu chưa? Lesio đây rồi các bạn. Wow, một con khủng long Lesiosaurus các bạn. Ở đây mình có một con khủng long khá là to lớn Lesiosaurus luôn nha. Nhìn nó đẹp chưa kìa, bốn cái mái chèo của nó đây các bạn. Người của nó sẽ có một cái màu xanh xanh rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đấy, đã chưa? Và đây mình có gì đây? Thằn lằn biển Mosasaurus. Wow, một con thằn lằn biển khổng lồ luôn các bạn. Ở đây chúng ta có con Mosasaurus siêu to lớn luôn các bạn. Thấy nó bự chưa kìa, thấy không? Đó, cái phần răng của nó này rất là dài luôn nha, thấy không? Đây là một con khủng long thằn lằn biển khổng lồ của mình các bạn. Ok. Thằn lằn biển Mosasaurus đang bơi trong cái vùng lòng này khổng lồ luôn vậy đâu. Đấy, nhìn nó to chưa kìa. Đây các bạn, đây thấy không? Đã chưa, mình thu thập được khá là nhiều cái khủng long ở đây với các bạn. Đấy, nếu thích video, like, subscribe giúp mình đi các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.